Có nhìn anh bạn cái tay mình giữ. Vậy B mình sẽ viết cho cô từ yêu quý. Các con thấy rõ không vậy? Lần này nha, cô mời dạy A viết cho cô từ diều sáo. Bé nào viết chậm thì mình viết cho cô chữ diều thôi ha. Bên dạy B viết cho cô từ ở đường kẻ thứ hai, cô viết dấu hụ mặt yêu cao 5 dòng ly. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các bạn chương trình viết phần A thì các con đã nắm rồi. Con chữ A nhấc bút, con chữ O cao 2 dòng ly. Bút cô viết con chữ sờ cao 2 dòng ly. Lưu ý cho cô nét mắt của con chữ sờ nằm trên đường kẻ 3 một. Và các bạn chú ý thật kỹ nè, cô đặt bút ở đường kẻ dưới đường kẻ thứ ba một chút. Cô viết con chữ giò cao 4 dòng ly. Rồi cô mời các bạn đi chỗ ngang hơn nha, cái chỗ này. Rồi các bạn quay ra đằng sau cho ba mẹ mình xem nha. Cô nói lại nha.
cô giữ nguyên âm cuối u, cô tay âm đôi ia y ngắn và âm đôi ia y dài, cô có được còn gì? Cô mời bạn phận vẫn giữ nguyên âm cuối u, cô tay âm đôi ia y ngắn bằng một âm đôi ia y dài. Kim yêu diều diều sáng à, diều diều diều, có nói lại đi, diều. Đúng không các bạn? Yeah. À, rất là giỏi nè. Rồi cô mời một bạn có thể đọc lại cho cô. Cô mời bạn nào? Cô mời bạn Duy. Diều. Giỏi, cô mời bạn Duy. Diều. Giỏi, cô mời bạn Duy. À, giỏi lắm. Cảm ơn bạn Hưng nha. Bỏ tay cô bạn Hưng nè. Rồi, cô nhắc lại nha. Muốn cô. Hôm nay bạn Minh hơi căng thẳng, bạn Minh nhầm, bình tĩnh.
luôn rồi con. À, có 20 chiếc sẻ này đã ăn hết đúng không các bạn, đúng không? Mà bạn còn nói là học liếm nhỏ nữa. Để mình xem coi các bạn đúng không. Thank you.